mẹ ơi, mẹ ở đâu? Đêm đêm bên hè vắng, đứa bé mồ côi vẫn nằm đơn như dấu châm hỏi, như dấu châm hỏi, hỏi giữa cuộc đời, như dấu châm hỏi, như dấu châm hỏi, hỏi giữa cuộc đời. Mẹ ơi, mẹ là ai? Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Okay, we'll come to adult. We'll come to adult. Oh, you mean adult from here? Yeah. Legally, they cannot. Because it looks like trading. So, only incoming. Usually, the money is not enough. Cái này là nếu có một người nào đó muốn tới nhận con nuôi ở đây thì không được. Dạ, không chỉ được. Because this is a private facility. Government can only. Government they can. So their job is growing up. Growing up and making them study and then. Tức là chỉ nuôi cho các em lớn rồi các em ra đời thôi. So kindergarten they stay here. From primary school they go out. Nhưng mà ra học rồi lại đưa đi đón về. Lúc 1 giờ lên là đi ra ngoài trường trung học. Sáng đưa đi trường đón về. Bây giờ nó cần chăm em ra ngoài học. Chăm em ra ngoài học. Bây giờ mấy em ra ngoài học phải mình đứng một tí đầu năm rồi ạ. Mình biết là trung tâm khó khăn. Especially now is the tuition pay time. So they need a lot of cash. The cash flow is limited. We came on time. Chắc mình trao luôn cái này cho anh. Tại vì công ty cũng có một chút quà, cũng biết là nhân dịp đầu năm nữa. Thì nên là chắc là ở đây mình cũng cần tiền mặt để cho các cháu đi đóng tiền học. Công ty cũng đóng góp một chút. Ở đây là cũng vừa từ công ty mà vừa từ nhân viên ở trong công ty họ tự nguyện thêm nữa thì chỉ là một cái phần rất là nhỏ thôi, nhưng mà tấm lòng của công ty với cả đứng mà tôi trao được. Chúng tôi là công ty cuối cùng ra Việt Nam, tên là Văn. Đây là ban giám đốc công ty, đây là chị em công ty. Cảm ơn chị hôm nay cho ban được công ty để đến Văn cho cháu. Công ty chúng tôi hàng năm cũng có tổ chức cái hoạt động cho công ty, cho nên có công ty đóng góp một phần với các anh chị em công ty đóng góp thêm thì xin phép được trao cái chuyện này. Anh biết đến hoàn cảnh anh biết không? À thế ạ? Vâng, vậy là xin phép chị ghi một cái phần. Đây là cái buổi chiều của em. Giám đốc về sản xuất. Trên 300 người tập trung để mà chạy
chạy từ thiện ở tại chỗ nhà máy. Sau khi chạy xong thì mọi người đóng góp tốt cái này, xong rồi chúng tôi thay mặt đến để trao cho. Nãy giờ là thăm các cháu rất là lâu rồi đấy. Em mừng lắm, tại vì trong lúc trung tâm đang rất là khó khăn thì em sáng lập ra mà. Dạ dạ. 100% chỉ có là con dấu thì được bộ công an cấp, giấy phép thì thuộc quận tỉnh.